Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 2 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Unit 2. In the backyard. In the backyard là ở sân sau. And number 1. Look and match là chúng ta hãy nhìn và nối. And A. Chúng ta có từ kitten có nghĩa là một con mèo con. Và chúng ta sẽ nối với picture 3. And B là kite. Kite là một con diều và chúng ta sẽ nối với số 1 là number 1. And C bike là xe đạp. Và chúng ta sẽ nối với mục số 2 là 2. And number 2, listen and circle là chúng ta hãy lắng nghe và quanh tròn. And number 1, is he riding a bike? Yes, he is. Và chúng ta sẽ chọn picture A. And number 2, is she riding a bike? No, she isn't. She is flying a kite. Và chúng ta sẽ chọn picture B. And number 3, is she playing with a kitten? Yes, she is. Và chúng ta sẽ chọn picture A. And number 3, look and write là chúng ta hãy nhìn và viết. And number 4, look and write then say là chúng ta hãy nhìn và viết và sau đó là và nói. And number 1, chúng ta có con diều và chúng ta có từ kite là con diều. And number 2, chúng ta có từ bike là xe đạp. And number 3 là kitten là một con mèo con. Number 5, read and match là chúng ta hãy đọc và nối. And number 1, is she riding a bike? Yes, she is. Là có phải cô ấy đạp xe đạp không? Nào, bạn ấy trả lời là đúng rồi. Và chúng ta sẽ nối với picture B. And number 2, is he playing with a dog? No, he isn't. He's playing with a kitten. Có phải anh ấy đang chơi với một con chó không? Bạn ấy nói là không, anh ta đang chơi cùng với một con mèo con. Và chúng ta sẽ nối với picture C. And number 3, is she flying a kite? Yes, she is. Bạn ấy hỏi là có phải là cô ấy đang thả diều không? Và bạn ấy nói là đúng rồi. Và chúng ta sẽ nối với picture A. Number 6, game. Look and write, then point and say. Và chúng ta hãy trò chơi này chúng ta hãy nhìn và viết và sau đó chúng ta sẽ chỉ và nói. And number 1, chúng ta thấy đây là một con diều và chúng ta có từ kite, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ sắp xếp lại thứ tự các ký tự này cho nó đúng là kite. Nào là con diều. And number 2 là xe đạp và chúng ta có từ bike. And number 3 là một con mèo con và chúng ta có từ kitten. Kitten là mèo con. And number 7, project. Trace and color the picture. Tell your friends what the people are doing. Là chúng ta hãy tô lên những cái nét đất như nào và hãy tô màu cái bức tranh này. Và sau đó chúng ta sẽ kể cho bạn bè của chúng ta nghe về những cái hoạt động của những cái người trong bức tranh này. Chúng ta thấy có một câu là he is hoặc là she is in the backyard. In the backyard có nghĩa là cô ấy hoặc là anh ấy đang ở một cái sân sau. Và họ đang làm gì? Ví dụ bức tranh thứ nhất là he is flying a kite là anh ấy đang thả diều. Bức tranh số 2 là
cô gái đang chơi với một con mèo, chúng ta sẽ nói là she is playing with her kitten, là cô ấy đang chơi với một con mèo, mèo con. Hoặc là she is riding a bike, là cô ấy đang đạp xe đạp.